Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bác rằng là theo thông báo mới nhất được phát ra trong buổi họp báo chiều ngày hôm nay của Quốc hội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, thì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước. Nhân sự thì cũng đã được đảng giới thiệu rồi, ngày mai sẽ được công bố chính thức và Quốc hội sẽ tiến hành bầu ngay trong cái buổi họp đầu tiên, ngày đầu tiên. Đó. Và ngày mai chúng ta sẽ chính thức là có tân chủ tịch nước. Chúng ta, tức là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ không còn kiêm nhiệm cái chức vụ chủ tịch nước này nữa. Chúng ta vẫn theo cái nó gọi rằng đặc thù của Việt Nam là tứ trụ, tức là bốn vị trí có quyền lực cao nhất. Đó. Và bình thường thì như các bác có thể thấy thì thường thường người thứ năm là sẽ được đôn lên để mà kế vị vào cái vị trí thứ tư theo cái cách tuần tự mà trước nay chúng ta vẫn thường làm. Không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà thường thường là như thế. Thì vị trí thường trực ban bí thư thì hiện nay đang của Đại tướng Lương Cường, thì rất có khả năng ngày mai Đại tướng Lương Cường sẽ được bầu vào vị trí chủ tịch nước. Ngày hôm nay một cái tin khác thì cũng chia sẻ với các bác, cái này thì tôi cũng không hiểu được. Thế ngày hôm nay thì xin thưa các bác rằng là Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã trao có thể nói rằng là phong tặng, nó cho quyết định phong tặng chúng ta có thêm hai đại tướng, tức là một là Đại tướng Lương Tam Quang là hiện nay đang là đương kim Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị. Thứ hai là Đại tướng Tân Cương. Thì tôi cũng không hiểu tại sao mà sáng ra báo chí đưa lên rồi sau đó lại xóa bài. Cái này là cũng hơi kỳ lạ nhá. Hơi kỳ lạ nhá. Rồi buổi chiều thì lại đưa lên. Cái này tôi cũng cảm thấy rằng nó hơi buồn cười. Đó, nó hơi buồn cười. Hôm nay nó cứ loạn cả lên như thế nào. Sáng ra thì thấy mọi người gửi cho tôi rằng là chúng ta có hai đại tướng. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Đó. Rất là bình thường vì thường thường cái vị trí đấy là vị trí nó sẽ phải có cái hàm là hàm đại tướng. Thế nhưng mà lại xóa đi, lúc sau lại 404, rồi bây giờ lại đưa lên. Nhưng mà thôi cái chuyện đấy thì cũng bỏ qua. Còn hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bác là chân dung Đại tướng Lương Cường, người rất có khả năng là sẽ bầu làm chủ tịch nước. Thì Đại tướng Lương Cường thì sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957 và là chính sách người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 21-26, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ông thì đã từng giữ chức vụ là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quân ủy Trung ương giai đoạn 16-24 và quân hàm của ông là Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957 tại Dữ Lâu thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tức là cũng là bên quê ngoại của tôi đây. Tôi gọi tôi đấy. Tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác về chân dung về sự nghiệp của Đại tướng Lương Cường thì như sau. Ông hầu như thì ở trong binh nghiệp, tức là ở trong quân đội là chính, hoạt động binh nghiệp. Và năm 1000 và lý lịch như sau: năm 1975 ông nhập ngũ rồi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc biên giới phía Bắc, tức là cuộc chiến với Trung Quốc. Ông là người trực tiếp tham gia chiến đấu đối với quân bành trướng Trung Hoa. Từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 4 năm 2003 thì ông là trợ lý cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn thuộc quân khu 2, trợ lý cán bộ sư đoàn 355 quân khu 2, trợ lý trưởng ban nhân sự phòng cán bộ cục chính trị quân khu 2, phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 174 sư đoàn 316 quân khu 2, phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 98 sư đoàn 316 quân khu 2, trợ lý phòng nhân sự, phó trưởng phòng, tổ trưởng phòng nhân sự cục cán bộ thuộc tổng cục chính trị, phó cục trưởng phụ trách nhân sự đảng ủy viên cục cán bộ tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006
thì ông là đại tá, rồi là thiếu tướng vào tháng 2 năm 2006 và là phó tư lệnh chính trị quân đoàn 2 thuộc bí thư đảng ủy quân đoàn 2. Vào tháng 2 đến tháng 3 2006 thì ông là học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 4 2006 đến tháng 12 năm 2007 thì ông là thiếu tướng và là bí thư đảng ủy, chính ủy quân đoàn 2. Tháng 1 năm 2008 cho tới tháng 5 2011 thì ông là thiếu tướng rồi được phong trung tướng vào tháng 8 2009 là chính ủy quân khu 3, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên quân ủy Trung ương, bí thư đảng ủy quân khu 3. Ngày 18 tháng 1 năm 2011 thì Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, ông được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 6 2011 cho tới tháng 12 năm 2015, ông là trung tướng rồi được phong vào thượng tướng vào tháng 12 2014 và là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phụ trách về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị. Ủy viên Quân ủy Trung ương, bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị thay cho Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chuyển sang để giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến tháng 12 năm 2011 và tháng 11 năm 2013 thì ông học tại bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc. Ngày 26 tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2016 thì ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016 thì ông là Thượng tướng, là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngày 15 tháng 4 năm 2016 thì Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và nếu tính tới ngày 30 tháng 8 năm 2018 thì ông nhận huy hiệu Đảng là 40 năm tuổi Đảng. Từ ngày 29 tháng 1 năm 2019 thì ông Lương Cường được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng cùng với Đại tướng Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó. Và đến ngày 30 tháng 1 năm 2021 thì tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tại phiên họp đầu tiên Trung ương Đảng khóa 13 thì ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 thì ông trúng cử được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, khóa 15, nhiệm kỳ 21-26 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Đây là cái mà chúng ta có thể thấy sơ qua về Đại tướng Lương Cường. Thực tế ở trong thời điểm này thì để mà nếu mà xét theo tiêu chuẩn của Trung ương á, và các vị trí gọi là tứ trụ thì xin thưa với các bác rằng là để mà trọn vẹn khóa bí thư, khóa Bộ Chính trị thì bây giờ hiếm người. Có thể nói rất ít, ngoài đảng, ngoài hiện nay là Đại tướng Tổng Bí thư rồi Đại tướng Tô Lâm thì chúng ta chỉ còn có ông Phạm Minh Chính, chỉ có ông Lương Cường và người nữa. Cho nên ấy, rất có thể thì ông sẽ được bầu làm chủ tịch nước vào ngày mai, tức là ngày 21 tháng 10 năm 2024. Và cũng có thể nói là để mà cũng là một trong những người đủ tiêu chuẩn để mà cùng với cả là ông Phạm Minh Chính, cùng với cả là Đại tướng Phan Văn Giang, cùng với cả là ông Tô Lâm là đang là Tổng Bí thư, cũng là đủ tiêu chuẩn thì có thể được bầu làm Tổng Bí thư khóa 14 nhiệm kỳ sau. Về Đại tướng Lương Cường lên thì được sự ủng hộ rất lớn của mọi người. Thì chúng ta nhìn từ cách trầm tính, từ phong thái, từ cái cách gọi rằng là xử lý mọi việc nó đều rất là ổn thỏa. Thì có lẽ là một vị chủ tịch nước mà chúng ta là kỳ vọng. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Và ở đây chúng ta cũng có thể nói rằng là chúc mừng nếu như mà ông ngày mai mà được làm chủ tịch nước thì chúng ta cũng chúc mừng Đại tướng Lương Cường.
Tôi thì tôi thật sự với các bác rằng là tôi rất ấn tượng với những người ở trong quân ngũ. Bởi vì thật sự với các bác một cái điều rằng là không không thể phủ nhận trong quân đội có nhiều người, ví dụ như là vừa rồi là cảnh sát biển. Nhưng mà trong quân ngũ thật sự những người giữ lý tưởng thì tôi cảm nhận lý tưởng cũng giảm nó vẫn nhiều hơn nhiều so với cả bên dân sự bên ngoài. Khi mà cơm áo gạo tiền ở bên ngoài nó tác động mạnh mẽ nhiều quá thì trong quân đội người ta vẫn có một cái gì đó, người ta giữ được cái phong thái gần dân của mình, người ta gọi là chú bộ đội, cũng là nhiều khi rất là thân thương như vậy. Cảm ơn các bác rất là nhiều, chúc các bác một ngày tốt lành.